Dạ rồi, xin chào anh chị em khách hàng đã quay trở lại với kênh của Kho Hàng Thành Phước. Thì hôm nay em về lại cho anh chị em mình là một cái lô máy rửa xe sử dụng pin của thương hiệu Hiromi cho anh chị em mình luôn nha. Thì nhân dịp cuối năm rồi, anh chị em mình mua máy rửa xe pin về để mình vệ sinh nhà cửa nè. Đó, hoặc là mình có thể là đi tảo mộ rồi anh em cũng sử dụng rất là ok nha. Thì cái máy rửa xe pin nó rất là an toàn, nó không có phải sử dụng dây điện lằng nhằng như là những cái máy rửa xe điện. Đó, cho nên mình đi đâu mình cũng mang theo được luôn nha, rất là tiện lợi. Rồi bây giờ thì ở đây em sẽ khui ra cho anh chị em mình coi. Đó. Rồi thì trộn bộ khi anh chị em nhận về nó sẽ là như vậy. Đó, nó gồm là một cái dây hút nước nha. Cái dây hút nước này là nó dài tới 5m, thì nó phù hợp cho anh chị em mình vệ sinh, mình có thể kéo đi tới đi lui được thoải mái nha. Đó, anh em mà mình vệ sinh máy lạnh á, nó mình cũng sử dụng được luôn. Rồi đây là cái thân máy ha, đây là cái thân máy vệ sinh. À, máy rửa xe ha, đây là thân máy này của là Hiromi nha. Đó, rồi tiếp theo là trọn bộ nó là nó cái bộ này là cái combo gồm hai pin nha anh em. Đó, combo này gồm hai pin 20V nha. Rồi đi kèm nó có cho mình một cái adapter để sạc pin luôn nha. Cái adapter này thì nó sử dụng được nguồn điện là AutoVolt, tức là từ 100V cho đến là 220V luôn. Rồi và tiếp theo thì ở đây nó có đầy đủ cái phụ kiện cho mình sử dụng nha. Đầu tiên là đây là cái bình bọt tiết nè, nó anh em để dành rửa xe mình gắn bọt tiết này vô mình xịt nè. Còn đây là cái thanh nối ha, đây là cái thanh nối của máy bơm xe, máy rửa xe. Rồi tiếp theo thì ở đây nó cho mình kèm theo là một cái rắc nối nhanh. Rắc nối nhanh này á thì anh em cắm cái dây này vô đây nè, nó mình ghim cái dây này vô rồi mình ghim vô trong cái máy rửa xe rất là nhanh. Đó, mỗi lần mình xài xong chỉ việc rút ra, nó một nốt nhạc một cái thao tác là xong nha anh em. Rồi đi kèm nó là nó có cho mình một cái lưới lọc. Cái lọc này là anh em ghim vô trong đây nè, để khi mà anh em hút nước á thì thay vì cặn bụi bẩn nó sẽ không có hút vô trong cái máy, nó làm nghẹt cái bếp phun của mình. Rồi còn đây là hai cái đầu bếp ha, một cái đầu bếp gươm và một cái đầu bếp xe. Thì bây giờ em sẽ gắn vào và em test thử cái công suất cũng như cái hiệu quả làm việc của cái máy rửa xe này cho anh em mình luôn nha. Thì bây giờ em đã gắn nó vô xong, cũng như là em kết nối với cái nguồn nước ha. Chỉ việc là mình bỏ cái ống này vô trong nước thôi, rồi mình bóp pin ra là mình xài nha anh em. Đó thì đây nè, em sẽ thử xịt rong rêu cho anh em mình coi luôn nha. Đó, nó cũng rất là ok nha anh em. Đó, mình thử xịt rong rêu, nó cũng ra rong rêu cho mình luôn nha. Đó, đây. Nó chạy cũng tương đối êm ha anh em. Nó mình bóp cò nó mới chạy nha. Đó, mình bóp cò thì nó mới chạy. Đó thì em xịt rong rêu cho anh em mình coi ha, nó cũng rất là ok. Đại khái nó cũng rất là ok, nó cũng xử lý được những cái công việc lặt vặt cho mình, cũng như là rửa xe rồi lặt vặt anh em cũng sẽ làm được. Và cái nó xịt được chiều dài nó là khoảng là đó, khoảng là 6-7m vậy nha anh em. Đó anh em rồi đây là em ở đây để em xịt thử cái thùng cạc tông cho anh em coi đi ha. Đó. Cũng rất là ok ha. Nó cho một cái máy rửa xe pin. Rồi em sẽ thay thử cái đầu bếp xè vô cho anh em mình đi, để anh em mình có thể rửa xe hoặc là tưới cây bằng những cái đầu bếp này nha. Đó đây, đây anh em thấy không, đây cái tia xè nó mình có thể là anh em có thể là mua để mình phun thuốc trừ sâu ha. Đó, mình chỉ việc mình pha, ví dụ mình pha thuốc trừ sâu trong đây rồi mình kéo đi để mình phun. Đó, mình phun rất là nhanh nha anh em. Đó, phun thuốc trừ sâu rồi rất là nhanh luôn, mà tưới cây cũng rất là ok nha. Đó, anh em coi cái tia nó rất là mịn ha. Tia này rất là ok, rất là được việc luôn nha anh em. Đó. Rồi, đó, rồi em bây giờ em test sơ cái rửa xe cho anh em mình luôn đi. Dạ rồi, tiếp theo thì em lấy nó em xịt xe cho anh em mình coi luôn nha. Đó, anh em thấy không? Rửa xe cũng rất là ok nha. Đó, bụi bẩn nè.
cái mùa mưa mà mình có cái máy rửa xe này thì quá là tuyệt vời luôn nha anh em. Đó, thật sơ sơ cái là cái xe mình cũng sạch sẽ rồi. Rồi, ok anh em ơi, rất tiện lợi nha. Đã rồi thì em cũng vừa test xong cái công suất cũng như cái hiệu quả làm việc của cái máy rửa xe sử dụng pin này ha. Anh em thấy nó rất là tiện lợi nha. Chỉ việc là mình bỏ nó vô trong cái thao nước rồi là mình có thể rửa thoải mái luôn, không cần điện, dây điện gì lằng nhằng, cũng không có nguy hiểm luôn nha. Đó, anh em có thể vệ sinh nè, vệ sinh trong nhà bếp hay là vệ sinh nhà vệ sinh hay là vệ sinh mọi thứ nó bằng cái máy rửa xe này. Chà rong rêu sàn nhà, các thể loại rửa xe cũng rất là ok luôn. Rồi thì cái máy rửa xe này bên em đang bán với giá là trọn bộ là gồm một máy, một pin, một sạc thì giá là 390k. Còn nếu như anh em nào á mà mình lấy luôn cái bộ combo là hai pin nha, là gồm một máy nè, hai pin, một sạc thì giá là 490k và bên em bao ship luôn nha. Đó, giá 490k là bao ship luôn, cái bộ combo hai pin này là có bao ship luôn nha anh em. Đó, rất là tiện lợi ha. Mua về anh em xài hết pin thì mình cắm điện vô mình sạc thôi. Cái này sạc được nguồn điện là từ 100 cho tới 220V luôn nha, rất là tiện lợi luôn. Full hợp đầy đủ phụ kiện như vậy cho anh em ha, gồm hai cái đầu bét luôn nha anh em. Đó, gồm một đầu bét gươm và một đầu bét xè như vậy luôn nha. Anh em phun thuốc trừ sâu cũng rất là ok luôn. Dạ rồi, thì em sẽ kết thúc cái video ở đây đi. Anh em nào mình quan tâm, mình đang có nhu cầu mua một cái máy rửa xe cho cái mùa mưa này để rửa xe hoặc xịt vệ sinh nhà các kiểu ha, thì cứ vui lòng inbox hoặc điện thoại và số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Rồi, em cảm ơn và hẹn gặp lại các anh em trong mấy cái video sắp tới ạ.